Đó, anh chị là muốn đơn giản, muốn một cái chiến lược đơn giản dễ dùng mà đánh là không phải là thuần nước sống mà là đánh đánh dài dài hạn hơn một chút đó, thì dùng cái này ha, 1388 độ thông số này, thông số này cũng có backtest rồi, mang cũng mang tới hiệu suất đầu tư cũng rất là tốt ha. Rồi, Stochastic ha, thì trước cái nào cũng vậy á, để dùng được nó hiệu quả nhất thì chúng ta phải hiểu nó, hiểu cái sự hình thành của nó như thế nào ha, hiểu thuật toán của nó như thế nào. Thì ở cái hầu hết anh chị đấy, ở trong tất cả những cái phần chia sẻ của em, trước khi em chia sẻ cái gì á, thì bên em sẽ tập trung vào cái việc là tìm hiểu ở cái gốc, tức là tìm hiểu về cái gốc của cái chỉ báo đó hơn là cái việc là tìm hiểu về cái cách dùng. Thì chúng ta hiểu cái gốc chỉ báo xong rồi thì tới lúc đó là chúng ta tự động chúng ta biết cái cách dùng anh chị, nó là gì đó, và chúng ta có thể biến tấu nó rất là nhiều đấy, biến tấu nó rất là nhiều, thay vì nếu chúng ta chỉ học cách dùng thôi là cứ là chúng ta thay đổi hoài, không bao giờ chúng ta ra được một cái chiến lược lỗi. Và đó là cái tình trạng mà nó xảy ra với nhiều người là đã đầu tư nhiều năm rồi đấy, tìm hiểu học tùm lum chiến lược rồi, nhưng mà cái kết quả cuối cùng vẫn lại là chưa tìm được, thật sự tìm được một cho mình một cái chiến lược hiệu quả phù hợp với bản thân của mình. Thì chính vì vậy á, là sau này em mới nghiên cứu và tìm hiểu ra về cái phương pháp này, cái phương pháp mà để mà học mà nó hiệu quả đối với phân tích, đối đối với cái phân tích cổ phiếu này đấy. Thì là mình tập trung vào cái gốc anh chị nha, và thật ra không phải chỉ riêng cổ phiếu thôi mà là ở bất kỳ cái ngành nghề nào, cái trường phái nào, cái môn nào nó cũng vậy. Mình học tìm hiểu cái gốc thì mình sẽ nhớ rất là lâu, và nó mình và sau này mình gặp những cái case mà nó biến tấu ở ngoài á, mình cũng có thể là hiểu được ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cấu tạo của stochastic nó được hình thành như thế nào anh chị ha. Rồi thì stochastic mà anh chị thường nghe nó có thông số như vậy, đó là 1433 các anh chị ha. Đây là thông số mặc định của chỉ báo stochastic. Đấy, thì chỉ báo stochastic cấu tạo của nó gồm hai đường. Đấy, cấu tạo của nó gồm hai đường. Đấy, đó là đường D và đường K. Thì ở trên đây em hay lấy như vậy nè ha. Cái nguyên tắc của em á, đó là đường đường nó em sẽ có hai đường, đường nóng và đường lạnh. Đường nóng và đường lạnh ha. Thì đường nóng á, đó là em thường dùng, nó là đại diện cho cái màu nóng á, thường đại diện cho những cái đường ngắn, đây những đường có chu kỳ ngắn. Và đường lạnh á, màu lạnh á, nó sẽ đại diện cho đấy, nó sẽ đại diện cho đường có cái chu kỳ dài hơn đấy. Rồi thì đối với cái bộ đường trung bình di động cũng vậy ha, những đường ngắn thì thường sẽ có những cái màu nóng, những cái màu sáng hơn đó, còn những đường mà càng xa thì sẽ có những cái màu lạnh. Rồi mình chú ý chỗ này ha. Rồi thì đối với stochastic cũng vậy, thì ở tí nữa sẽ chỉ người sẽ setup lại cái thông số và cái màu sắc mặc định của nó sẽ là những cái màu nó default mặc định, thì mình sẽ đổi lại cho em làm hai cái màu, đó là màu đỏ và màu xanh nha anh chị nhé. Màu đỏ đó là đường K đấy, và màu xanh nó là đường phần trăm D. Thì stochastic nó là cấu tạo bởi hai đường, ở đường phần trăm K và phần trăm D. Thì mọi người hiểu chỗ này là như thế nào. Thứ nhất là cái đường phần trăm K thì cấu tạo của nó là như vậy nè. Thật ra stochastic mọi người nhìn thấy nó phức tạp đúng không, nhưng thật ra cấu trúc của nó tìm hiểu thì thật ra nó không có phức tạp đâu, mà nó rất là dễ hiểu ha. Nó là như vậy, cái số 14 này á, đó là gọi là cái thời gian lúc bách. Lúc bách là gì, tức là đếm ngược từ cái phiên hiện tại lưu về trong quá khứ 14 phiên. 14 phiên, nếu anh chị để số này càng dài thì nó sẽ đếm về càng lâu ha. Rồi đó gọi là cái lúc bách rồi chưa, rồi ha. Thì đây là phiên không này, phiên không phiên hiện tại nè, phiên không nè, lưu về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đây đây là phiên 14 này. Đó, 14 này. Được chưa? Rồi. Đấy, thì đối với cái này thì cái phần trăm K này, công thức nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái đoạn BC ở trên đây này ha, bằng đoạn BC chia cho đoạn AB. Tức này là gì? Nó tính là cái độ dài của cái đoạn BC này chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái đoạn AB. Thì mọi người hiểu là gì, ở trong đây đối với stochastic thì chúng ta sẽ là đưa ra thì cái A này là gì, nó tương ứng với cái đỉnh cao nhất trong vòng 14 phiên, nó tương ứng với chỗ này nè, ngay chỗ này luôn là A này. B là cái đáy thấp nhất trong vòng 14 phiên đấy, lấy giá đóng cửa thì nó là cái này nè, được chưa? Đó, B này, và C là giá hiện tại ha, C là giá hiện tại. Rồi thì mọi người bây giờ hiểu chưa, thì cái đường K này nó được tính như thế nào. Đó, nó bằng cái độ dài của đoạn BC chia đoạn AB, tức là nó bằng đây ví dụ giá 25, còn đây giá 23, thì nó sẽ bằng là gì, bằng độ dài của đoạn BC là 25. Đó, 25 trừ đi 3 là bao nhiêu, là còn 2
25 trừ đi 23 đó là còn 2, được chưa? Rồi đoạn AB, đoạn AB là cái đoạn nguyên cái đoạn này, được chưa? Cái đỉnh nó là 26, mình cho 26 đi, 26, 26 trừ đi đây là bao nhiêu? 23 là còn 3, được chưa? Đoạn 3. Rồi thì nó sẽ bằng gì? Bằng 2 chia cho 3. Rồi, người hiểu nôm na là như vậy. Được chưa? Bằng 2 chia cho 3. Đấy. Đấy là nó bằng đâu đó khoảng 7 gần 70 70%. Được không? 66% chứ, nhầm khoảng 60 67%. Rồi, 67% ha. Đấy, khoảng 67%. Thì mọi người nhìn này, cái tôi chất tích ở trên đây nè. Đấy, nó 6 mấy 7 mấy nè. Cái này em ghi số nó không có làm tròn chính xác ha. Đấy, tính 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 lấy đỡ cái số làm tròn ha. Rồi nó bằng 60 mấy 70%, thì ở trên đây thông số nó nè, nó cũng nó thông số đúng của chữ K nó là 73% các anh chị ha. Đấy thì nó cũng quanh quanh đây, được chưa? Rồi mọi người hiểu cách tính của hằng stochastic này chưa? Thì hiểu nôm na đó là gì, stochastic này là cái gì? Đấy, hiểu nôm na thì stochastic này nó cho chúng ta biết được, đấy, nó cho chúng ta biết được là à cái đỉnh này cái đáy này đúng không, nó cho chúng ta biết được là chúng ta đang sắp chạm đỉnh chưa hay sắp chạm đáy chưa, đơn giản vậy thôi, được không? Là sao, nếu mà cái phần trăm K này mọi người thấy nó hay giới hạn ở là gì ạ? Mắc là 100 đúng không, min là không đúng không, thì trong đó nó có hai cái mốc, được chưa? Đấy, mọi người hay gọi là quá mua quá bán gì đó, là trên 80 là quá mua, dưới 20 là over short, được chưa? Là quá bán kiểu như vậy. Đấy thì mọi người thấy không bao giờ nó vượt trên trên 100 hết. Đấy mà nó ở gì ạ? Thường là ở hai cái mốc này, 20 với 80 nó hay trên trên quanh cái mốc trên đây. Được không? Đấy thì khi mà cái chuyển này nó chuyển động lên gần 80%, tức là cái gì? Tức là có phải nó nằm quanh đây không? Nó gần đỉnh cũ không? Thì gần đỉnh cũ thì nó sẽ như thế nào? Sẽ điều chỉnh. Cái này gọi là swing high nè. Trong sideways cái này gọi là swing high, cái này gọi là swing low. Thì khi mà nó về gần 20 tức là gì? Gần chạm đáy cũ, đúng không? Đấy, cái này là swing high, là gần chạm đỉnh cũ đúng không ạ? Đó thì đó là cái triết lý để mà dùng cái stochastic nhá. Thì cái này là gì, là dùng cái thuật ngữ đó là swing high, swing low, thì nó rất khó tiếp cận đối với nhà đầu tư mới, cho nên là một số cái chuyên gia họ đã phát triển lên cái chỉ báo gọi là chỉ báo stochastic này để giúp cho cái nhà đầu tư mới có thể sử dụng tiếp cận được với cái swing high, swing low, đối với cái việc và phân tích kháng cự hỗ trợ này nó hiệu quả hơn, dễ dàng hơn. Khác nha, cái này công thức về công thức là nó khác với RSI hoàn toàn luôn. RSI á, nó là đo lực, nó đo lực nha, nó đo lực, đó, nó đo lực nha. Theo giống trong sách giáo khoa thì nó không có giống, theo nó cũng khác nữa. Nó đo lực, càng tăng trên này lực nó càng mạnh. RSI nó là như vậy. Thì bữa rồi em cũng có bác bỏ cái việc đó là không RSI á, cái việc mà dùng là overbought, overshown á, là nó cũng là trong sách giáo khoa thôi, chứ còn ở ngoài á, có những con nó lên 70, nó lên 80 nhưng mà lực rất là mạnh, nó chạy thẳng, nó chạy hoài luôn. Đấy, nó khác. À, thì ở trường hợp này cũng vậy, chúng ta phải hiểu hiểu cái gốc của này là gì, là stochastic là một chỉ báo nó cho chúng ta biết nhận diện là swing high và win low. Đấy thì gần win high tức là stochastic nó cao, nó gần swing high thì chúng ta bán, và gần gần sao ạ, gần swing low thì chúng ta mua vào, thì đó là stochastic, và nó chỉ phù hợp đối với trong thị trường gì ạ? Thị trường nào có swing high, swing low, thị trường sideways nó mới có cái này, thì stochastic nó chỉ phù hợp trong đoạn này thôi, chứ còn khi mà bây giờ nó vào downtrend thì sao, làm gì có swing high, win low nữa đúng không? Đấy thì lúc đó là sao, stochastic nó cứ ở dưới 20 hoài, không để chúng ta mua hoài, mua cứ giảm hoài giảm hoài, chúng ta dưới 20 hoài mua hoài thì càng mua càng lỗ. Đấy mọi người lưu ý chỗ này ha. Đây thì là đối với cái chỉ báo stochastic nó là như vậy. Rồi thì stochastic này đấy, hiểu được mục tiêu của nó rồi, thì bây giờ á, để dễ sử dụng hơn nữa, để dễ sử dụng hơn nữa thì người ta ép thêm một cái đường nữa đấy, một đường nóng một đường lạnh ha. Thì bản chất thằng này nó cũng là stochastic mà là đường đường trung bình của stochastic, nó là đường D đấy, trung bình 3 phiên ha, trung bình 3 phiên của stochastic, trung bình 3 phiên của stochastic, nó là đường nó nằm mượt đó, nó là mượt hơn, bởi vì stochastic thì giá của nó sẽ giật giật như vậy nè, ví dụ này không, cây sau vậy, cây sau vậy, cây gì bật lên nó sẽ như vậy đó. Đấy đấy, nó không có mượt, cho nên là người ta cần có một cái đường trung bình
đấy, nó còn có cái đường trung bình để làm ngược lại, đồng thời á cũng giúp nhà đầu tư dễ giao dịch hơn. Thì họ sẽ dùng tín hiệu là cắt lên cắt xuống, được chưa? Thì hôm rồi em có test cho mọi người đó, ở cái bài cái buổi đầu tiên về chia sẻ về định lượng, thì có bắt test cho mọi người một số gọi là chiến lược giao dịch với stochastic, đó là mua khi stochastic cắt lên, được chưa, và nằm gì ạ, đó, và nằm sát đường 20, và bán khi stochastic cắt xuống và làm sao, và nằm trên sát đường 80. Thì với chiến lược đó, đối với chiến lược đó ở lần trước thì nó mang về hiệu suất cho chúng ta là gì ạ, xác suất thắng khoảng 35%, và hiệu suất cũng rất kém nha, thậm chí tài khoản chúng ta lỗ luôn, rất kém đó. Đấy thì đó là cái chiến lược trong sách giáo khoa anh chị, chiến lược trong sách giáo khoa. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học một chiến lược scalping mới, thêm vài yếu tố vào đó, thêm vài yếu tố vào và điều chỉnh lại cách đánh, điều chỉnh lại điểm mua, hiệu quả khác hoàn toàn luôn. Sử dụng stochastic RSI này có 7 hay gì cần lưu ý không? Đây là stochastic chứ không stochastic RSI anh nha. Stochastic thuần á, stochastic thuần, giá từ giá, nó đi từ giá anh. 7 7 gặp rất nhiều. Nếu anh dùng trong sách giáo khoa. Điểm show lại cho mọi người. Đây. Em sẽ chạy test trên cho Ami lại cái chiến lược bữa rồi cho mọi người xem thử nhé. Chiến lược stochastic. Đây, chiến lược trong sách giáo khoa nè. Rồi. Với chiến lược này đó. Em chạy. Đây. Với chiến lược này. Với chiến lược này thì nó mang đến cho trong sách giáo khoa nha, thì cái công thức của chiến lược này như sau, là mua khi stochastic cắt lên, stochastic cắt lên đúng không ạ, và stochastic cắt lên và nằm dưới đường 20, và bán khi stochastic cắt xuống và nằm trên đường 20. Thì với chiến lược này á thì chạy back test nó ra xác suất thắng đó là 62%, xác suất thua là 37%. Rồi tỷ suất sinh lời, đấy, tỷ suất sinh lời trong vòng 10 năm qua, tức là từ năm 2013 tới thời điểm hiện tại nha, trong vòng 10 năm qua nó là từ 1 triệu này, đấy, từ 1M ha, nó lên là 1.8M, và năm rồi có đoạn lên là 2.4M, tức là tỷ suất lời đó khoảng là 81% trong vòng 10 năm này. Trong vòng 10 năm anh chị nha, là bình quân mỗi năm là có 6%, nó còn thua lãi suất nữa, nếu anh chị đánh thuần theo cái chiến lược trong sách giáo khoa nha. Đây, đánh thuần theo chiến lược trong sách giáo khoa đây, đúng không ạ? Rồi đấy thì rồi mọi người nhớ nhớ cái thông số này nha, đó, xác suất thắng là 62%, tỷ suất sinh lời trong 10 năm nó là 81%, tỷ suất sinh lời bình quân mỗi năm đó là 6% ha. Rồi rồi tí mình sẽ test thử cái chiến lược này, test chiến lược mới xem như thế nào. Đó thì đây là chiến lược trong sách giáo khoa anh chị, nó rất phù hợp với thị trường sideways và đi kênh tăng như vậy, đúng không? Đây đấy, cắt lên đấy, nằm quanh em nằm quanh 20 thì mua, nằm quanh 80 thì bán, đánh nhìn khá đơn giản, khá hay đúng không ạ? Nhưng chỉ cần thị trường vào trend một cái thôi là fail, chiến lược này đổ vỡ ngay lập tức. Đó cũng chính là điểm cần lưu ý, đó cũng chính là điểm cần lưu ý khi sử dụng stochastic anh nha. Tức là chúng ta phải sử dụng kèm với một chỉ báo để nhận diện thị trường sideways uptrend. Ở đây thì em có thể vote cho mọi người chỉ báo ADS ha. Thì ở buổi sau mọi người học ADS đi, thì em sẽ chia sẻ thêm mọi người chỗ này. Có thể dùng chung với ADS để nhận diện sideways ha, và hoặc là thị trường có trend. Nếu sideways thì bỏ. Rồi, nếu sideways thì dùng, còn có trend thì bỏ. Rồi ngoài ra các anh chị đánh stochastic có thể là độ chỉ số lại thành cái thông số là 1388. Đấy, để giảm nhiễu, đồng thời để đánh trong cái khung dài hạn hơn. Đấy, trung dài hạn anh chị nhé. Đấy, đánh stochastic 1388 thì cũng khá là hiệu quả ở cái khung mà trung dài hạn ha, một lệnh hold bình quân tầm một tháng hơn. Đó, anh chị nào muốn đơn giản, muốn một cái chiến lược đơn giản, dễ dùng mà đánh là không phải là thuần nước sống, mà là đánh dài dài hạn hơn một chút đó,
thì dùng cái này ha, 1388 độ thông số lại. Thông số này cũng có backtest rồi, mang cũng mang tới hiệu suất đầu tư cũng rất là tốt ha.